Giá lợn hơi ngày hôm nay đi ngang, tuy nhiên đà rơi mạnh từ cuối tuần trước xuống mức thấp nhất 50.000 đồng một ký đã khiến người chăn nuôi lo lắng nếu giá tiếp tục giảm sâu. Giá lợn hơi bình quân cả nước đã tiếp tục giảm còn 54.200 đồng một ký. Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng phi mã thì giá bán thấp khiến nguy cơ thua lỗ cho những hộ chăn nuôi gia đình hiện hữu. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 52 đến 56.000 đồng một kg, trong đó thấp nhất là 52.000 đồng một kg, được ghi nhận tại Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ. Cao nhất là 56.000 đồng một kg, được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Tuyên Quang. Các địa phương khác ở mức 55.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, Đắk Lắk hiện ghi nhận mức giá thấp nhất 52.000 đồng một kg. Các địa phương khác, giá thu mua lợn hơi dao động trong khoảng từ 54 đến 55.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Nam, Sóc Trăng vẫn là địa phương ghi nhận mức giá lợn hơi thấp nhất với 50.000 đồng một kg. Tiếp tục đà thành công của hoạt động xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2022 với 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 10 năm 2022 thì xuất khẩu nông lâm thủy sản đã đạt hơn 44,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% và xuất siêu 7,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 83,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó thì chỉ tính riêng xuất khẩu thủy sản, cả nước đã mang về 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Vâng, đây là mốc kỷ lục của lịch sử ngành thủy sản Việt Nam sau hơn 20 năm chúng ta tham gia thị trường thế giới. Các ngành chủ lực như là tôm, cá tra, cá ngừ và hải sản khai thác đều tăng trưởng hai con số. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP dự báo với kết quả nêu trên, đến tháng 11 năm 2022, doanh số xuất khẩu sẽ chạm mốc 10 tỷ đô. Đây là mốc kỷ lục lịch sử của ngành thủy sản Việt Nam sau hơn 20 năm tham gia thị trường thế giới. Với kết quả của năm 2022, ước tính thủy sản Việt Nam sẽ chiếm trên 7% thị phần thương mại thủy sản toàn cầu. Việt Nam giữ vững vị trí thứ 3 trên bản đồ xuất khẩu thủy sản thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy, hai quốc gia có diện tích đất và mặt nước lớn hơn nhiều so với Việt Nam. Nhận định về thị trường năm nay, dù ngành thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn và biến động, tuy nhiên các doanh nghiệp đã rất kiên trì, bền bỉ và thích ứng linh hoạt với tình hình để đẩy mạnh xuất khẩu khi thị trường có nhu cầu. Điển hình như ngành tôm, dù doanh số thị trường lớn là Mỹ bị sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng toàn ngành vẫn tăng trưởng nhờ khả năng đa dạng hóa thị trường, tận dụng lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do FTA mang lại. Hiện Việt Nam có khoảng 1.500 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản, trong đó 100 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu có tổng giá trị xuất khẩu đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 62% toàn ngành. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất tập trung ở hai ngành hàng là tôm và cá tra. Vâng, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì trong tháng 10 của năm 2022 này, các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông, gieo trồng và chăm sóc cây màu vụ đông. Lũy kế đến trung tuần tháng 10, cả nước gieo cấy được gần 7,1 triệu hectare lúa, tức là giảm 139.000 hectare so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời cũng đã thu hoạch 6,5 triệu hectare, giảm 72,8.000 hectare, năng suất bình quân đạt 60,7 tạ trên 1 hectare, sản lượng thu hoạch là 39,2 triệu tấn. Để đảm bảo sản lượng lúa gạo phục vụ cho thị trường trong những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất lúa, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó tác động tiêu cực bởi thời tiết, đảm bảo sản lượng lúa gạo ổn định thị trường trong nước cũng như là dịp lễ Tết, cũng như phục vụ cho xuất khẩu. Theo đó, các tỉnh phía Nam thu hoạch vụ lúa thu đông, vụ mùa kịp thời và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022-2023. Các tỉnh phía Bắc chỉ đạo gieo trồng cây vụ đông và chuẩn bị kế hoạch vụ đông xuân 2022-2023. Thống kê từ đầu năm đến nay về lúa thu đông, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long xuống giống được 642.000 ha, đã thu hoạch được khoảng 313,6.000 ha, với sản lượng đã thu hoạch đạt 1,8 triệu tấn. Lúa mùa, cả nước gieo cấy đạt trên 1,5 triệu ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, đã thu hoạch được 914,5.000 ha, sản lượng thu hoạch đạt gần 5 triệu tấn. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chỉ đạo các địa phương cần tăng cường công tác bảo vệ thực vật, tổ chức trực ban, chỉ đạo công tác phòng chống dịch và kịp thời xử lý các vùng dịch phát sinh, đặc biệt lưu ý các sinh vật gây hại trên lúa. Trái ngược với câu chuyện nhà cung cấp rau cho siêu thị ở phía Nam dùng tem Việt Gáp để gian lận nguồn gốc xuất xứ rau chợ, thì ở các vùng trồng rau phía Bắc lại có hợp tác xã rau dù đã chuẩn Việt Gáp nhưng 80% sản lượng đưa ra thị trường không có gắn tem nhãn. Sở dĩ có hiện tượng này là vì việc gắn nhãn tem lại gây khó khi phải cạnh tranh với rau sản xuất đại trà và rau không đạt theo tiêu chuẩn.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tình hình sản xuất chăn nuôi gia súc gia cầm, theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời tiết trong 2 tháng cuối năm 2022 sẽ có nhiều diễn biến bất thường. Dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Trong khi đó, thị trường thế giới tiếp tục biến động, giá nhiên vật liệu sản xuất sẽ tác động đến thị trường hàng hóa trong nước, chi phí vận chuyển cũng sẽ tăng mạnh. Để tháo gỡ những khó khăn, đạt mục tiêu tăng trưởng toàn ngành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã yêu cầu các sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh ở các địa phương, đặc biệt là đối với dịch bệnh nguy hiểm, cần phải đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Theo chỉ đạo của Bộ, các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại 63 tỉnh thành trên cả nước cần tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất lúa và rau màu, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với tác động tiêu cực của thời tiết, đảm bảo sản lượng, ổn định thị trường trong nước dịp cuối năm và phục vụ xuất khẩu. Với lĩnh vực chăn nuôi, cần theo dõi tình hình dịch bệnh ở các địa phương, đặc biệt là đối với dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, cúm gia cầm, đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Với nuôi trồng thủy sản, các địa phương tập trung phát triển các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao theo hướng nâng cao giá trị thương mại và phát triển bền vững. Về dài hạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tập trung các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế toàn cầu.